Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Thủ tướng Đức đã có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc và tới thăm khu phi quân sự DMZ giữa hai nước Hàn Quốc Triều Tiên. Hãng hàng không quốc gia Georgia là Georgian Airlines đã cấm Tổng thống nước này sử dụng các dịch vụ của mình. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho rằng Trung Quốc đặt ra thách thức an ninh lớn nhất thế giới, song các nước cũng không thể tách rời hoàn toàn quan hệ với nước này. Thủ tướng Papua New Guinea James Marif cúi người và chạm vào chân ông Narendra Modi để thể hiện sự tôn trọng khi chào đón Thủ tướng Ấn Độ tới quốc đảo. Nhân tố chính ở Trung Đông là Ả Rập Xê Út, họ nhận thấy phải điều chỉnh chiến lược trước khi quá muộn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Đức thăm khu phi quân sự Triều Tiên. Thủ tướng Đức đã có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc và tới thăm khu phi quân sự DMZ giữa hai nước Hàn Quốc Triều Tiên. Theo Reuters, trong ngày 21 tháng 5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã gặp mặt Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại Seoul. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thiết lập thỏa thuận bảo vệ bí mật quân sự nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Điều quan trọng nhất là mở rộng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng và vũ khí. Thỏa thuận mới sẽ giúp các chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp quốc phòng hoạt động trơn tru hơn, ông Yoon nói. Cũng theo Tổng thống Yoon, Hàn Quốc và Đức sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn, năng lượng sinh học và nhiều ngành công nghiệp hiện đại khác. Thủ tướng Scholz cũng tới thăm DMZ. Ông nói, các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng cho thấy tình hình vẫn còn nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên. Các vụ thử tên lửa là sự đe dọa đối với hòa bình và an ninh của khu vực này, Thủ tướng Đức cho hay sau chuyến thăm DMZ. Tổng thống Georgia bị hãng hàng không quốc gia cấm bay. Hãng hàng không quốc gia Georgia là Georgian Airlines đã cấm Tổng thống nước này sử dụng các dịch vụ của mình. Theo TASS, trong ngày 21 tháng 5, ông Tamar Gaiashvili, người sáng lập hãng hàng không Georgian Airlines, đã cấm Tổng thống Georgia Salome Zurabishvili sử dụng dịch vụ của hãng này. Ông Gaiashvili nhấn mạnh, bà Zurabishvili bị cấm bay cho tới khi xin lỗi người dân Georgia. Thông báo của Georgian Airlines được đưa ra sau khi bà Zurabishvili tuyên bố tẩy chay hãng này vì nối lại chuyến bay tới Nga. Vào đầu tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cho phép người dân Georgia đến Nga mà không cần visa, đồng thời dỡ bỏ lệnh cấm bay tới quốc gia này. Sau sắc lệnh của ông Putin, các hãng hàng không của Nga và Georgia đã khôi phục đường bay sang nhau. Hãng hàng không Georgian Airlines mở lại đường bay thẳng sang Nga từ ngày 20 tháng 5. Tuy vậy, động thái này không nhận được sự hoan nghênh của Tổng thống Georgia. Trong ngày 20 tháng 5, bà Zurabishvili nói sẽ tẩy chay Georgian Airlines và không bao giờ sử dụng dịch vụ của hãng này. Thủ tướng Anh nói Trung Quốc gây thách thức an ninh lớn nhất thế giới. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho rằng Trung Quốc đặt ra thách thức an ninh lớn nhất thế giới, song các nước cũng không thể tách rời hoàn toàn quan hệ với nước này. Trung Quốc đang đặt ra thách thức lớn nhất với an ninh và sự thịnh vượng toàn cầu, Thủ tướng Sunak phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Hiroshima của Nhật Bản ngày 21 tháng 5. Cuối năm ngoái, trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên về chính sách đối ngoại kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Sunak nhấn mạnh kỷ nguyên vàng trong quan hệ với Trung Quốc đã qua và Anh cần có một cách tiếp cận mới với Bắc Kinh. Thủ tướng Sunak cho biết, Anh và các nước G7 khác sẽ theo đuổi cách tiếp cận chung để hạn chế các thách thức do Trung Quốc đặt ra. Tất cả nhằm giảm thiểu rủi ro, chứ không phải tách rời Trung Quốc. Với G7, chúng ta từng bước ngăn chặn Trung Quốc sử dụng cưỡng ép kinh tế để can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước khác, ông Sunak nhấn mạnh. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh ở Hiroshima, các lãnh đạo G7 ra tuyên bố chung, trong đó nhất trí đa dạng nguồn cung nguyên liệu, hợp tác để ngăn chặn Bắc Kinh cưỡng ép về kinh tế, đồng thời chỉ trích việc Trung Quốc tìm cách thay đổi hiện trạng ở Biển Đông. Tuyên bố chung đã vấp phải chỉ trích của Trung Quốc. Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc các nước G7 đang can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước này. Cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh yêu cầu London ngừng vu khống và bôi nhọ và tránh gây thêm tổn hại cho quan hệ song phương. Những tuyên bố từ Anh là sự vu khống ác ý, sai sự thật. Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ điều này, Đại sứ quán Trung Quốc chỉ trích. Thủ tướng Papua New Guinea thực hiện phong tục chạm chân Thủ tướng Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến thủ đô Port Moresby ngày 21 tháng 5, bắt đầu chuyến thăm Papua New Guinea. Ông được chính phủ Papua New Guinea trải thảm đỏ, bắn 19 phát đại bác chào mừng, khác với truyền thống không tiếp lãnh đạo nước ngoài sau khi mặt trời lặn của quốc đảo. Thủ tướng Papua New Guinea James Marif đón người đồng cấp Ấn Độ tại thang máy bay. Ông Marif còn cúi người xuống và chạm vào chân ông Modi, hành động thể hiện sự tôn trọng thường thấy trong văn hóa Ấn Độ. Tôi rất cảm ơn Thủ tướng Marif vì đã đến sân bay tiếp đón. Đây là một cử chỉ rất đặc biệt mà tôi sẽ nhớ mãi. Tôi mong chờ được tăng cường các mối quan hệ giữa Ấn Độ và đất nước tuyệt vời này trong chuyến thăm của mình, Thủ tướng Modi viết trên Twitter. Đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Ấn Độ thăm Papua New Guinea và Port Moresby là điểm dừng chân thứ hai của ông Modi trong chuyến công du. Sau khi dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại Nhật Bản, ông Modi và ông Marif ngày 22 tháng 5 sẽ đồng chủ trì diễn đàn hợp tác Ấn Độ và các đảo Thái Bình Dương, FIPIC.
Papua New Guinea là quốc đảo Thái Bình Dương có diện tích hơn 460.000 km² và dân số 8,9 triệu người. Ấn Độ và Papua New Guinea có quan hệ thân thiết. Năm 2021, Ấn Độ đã hỗ trợ lượng lớn vaccine COVID-19 cho Papua New Guinea trong lúc quốc đảo đối mặt khủng hoảng y tế, do nguồn cung vaccine theo cơ chế COVAX bị trì hoãn. Ả Rập Xê Út nhân tố chính ở Trung Đông. Việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad lần đầu tiên sau hơn 12 năm tham dự cuộc gặp cấp cao của Liên đoàn Ả Rập diễn ra ở Ả Rập Xê Út được coi là sự biểu lộ đặc trưng nhất cho những chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc trong thời gian qua về chính trị ngoại giao ở Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh. Nhân tố đóng vai trò quyết định nhất là Ả Rập Xê Út và động lực thúc đẩy Ả Rập Xê Út thực thi những điều chỉnh chiến lược quan trọng đối với tương lai chính trị, an ninh, ổn định và hợp tác nội khu vực là việc Mỹ giảm trong khi Trung Quốc và Nga tăng cường quan tâm và can dự trực tiếp vào hợp tác với các nước trong khu vực. Ở đây lại có chuyện lợi ích quốc gia. Ả Rập Xê Út nhận thấy phải điều chỉnh chiến lược trước khi quá muộn. Không bình thường hóa lại quan hệ ngoại giao với Iran thì không thể sớm chấm dứt được cuộc chiến ở Yemen. Trong khi đó, cuộc chiến khắc phủ bóng xuống khu vực đã bùng phát ở Sudan, nơi mà Ả Rập Xê Út muốn gây dựng vai trò trung gian hòa giải và chấm dứt nội chiến chứ không phải trực tiếp gây chiến. Hòa giải với Syria giúp Ả Rập Xê Út không đẩy Syria xa hơn về phía Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, trong khi vốn đã có một số quốc gia trong khu vực dần bình thường hóa quan hệ với Syria. Ả Rập Xê Út chủ xướng phát động nên cũng phải đi đầu trong việc chấm dứt cuộc đối địch ngoại giao với Qatar được Ai Cập và một vài thành viên của Tổ chức Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh cùng tham gia. Ả Rập Xê Út đã công khai thể hiện không còn tiếp tục nhất tiền hô hậu ủng cho Mỹ như lâu nay, đồng thời hết sức thân thiện và tranh thủ Trung Quốc. Gây dựng nên vai trò quyết định chính giúp Ả Rập Xê Út dần trở thành trung tâm quyền lực thật sự ở khu vực lớn này. Tôi là Vũ Nga Hằng và Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.